xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Vượng Hạnh TV. Xin được kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha. Đến với những thông tin mới nhất ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị và các bạn trong và ngoài nước những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc của cháu đạt. Thưa quý vị thì ngày hôm qua mình cũng đã nhận được một số cái thông tin. Nói thật sự với quý vị là chúng ta cũng cảm thấy hết sức là buồn cái thứ nhất là buồn khi cháu đạt đã không còn ở trên trần gian này nữa nhưng đến bây giờ còn rất nhiều người cũng đã làm những cái việc mà khiến cho chúng ta cảm thấy rất là xúc động khi mà hôm ngày hôm qua mình xem được những cái video clip ở trên tiktok của bạn đặng vũ hiệp bạn ấy đã cùng một số anh chị em ở khu vực đình lệ mật cũng đã đem ảnh hương hoa rồi tất cả các thứ đến để Uh, cũng như là nhiều rất là nhiều nến và để như kiểu là có những cái lễ uh, để mà đến cái chỗ mà cháu đạt bị đánh hôm nọ đó mọi người thì uh, đến đó để mà uh, cũng gần khu uh, gần ở cái khu nhà của uh, cái gia đình mà đã hại cháu đạt những cái bức ảnh đó những cái hình ảnh đó video đó khiến cho chúng ta cảm thấy hết sức là xót xa và xúc động thì mình sẽ ghim lên màn hình để uh, cho quý vị chúng ta cùng được xem. Và nó cũng thể hiện một cái điều mà tất cả mọi người vẫn đang rất là thương mến cháu đạt. Nhưng đến hiện giờ thì mọi người cũng biết là cháu đã ra đi mãi mãi. Nhưng còn cái việc mà cháu có siêu thoát được hay không đến lúc này thì chúng ta cũng chưa thể biết được đúng không ạ? Vì theo mình mình vẫn tin là âm dương thì sẽ có và mình sẽ tin rằng cháu Đạt hiện tại là đang rất là bức xúc và căm phẫn cái hương linh của con chắc chắn một điều rằng sẽ không thể nào mà có thể yên lòng được khi mà cái tội danh của những cái kẻ nó ác tâm nó gây ra cho cháu đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết thưa quý vị mình cũng đã nhận được một số cái thông, thông tin rất là mới liên quan tới cái gia đình ba cha con kia hiện tại đến bây giờ mình xin thông báo với mọi người là một tin rất mới đó là ngày hôm qua thì cơ quan chức năng cũng đã mời hai cha con của nhà cái người mà hại cháu đạt lên trên công an để làm việc sau đó lại được về bình thường thì uh, chúng ta cũng không biết là hiện tại thì cái mọi uh, cái sự việc diễn ra như nào và uh, gia đình nhà đó sẽ bị xử trí như nào thì hiện tại chúng ta cũng chưa nắm được nhưng à, mình cũng đã nhận được cái thông tin là cơ quan chức năng họ cũng đã mời gia đình nhà người bị uh, hại tức là gia đình người hại cháu đạt lên trên uh, công an để mà uh, cùng kết hợp với cơ quan điều tra để mà uh, có thêm những thông tin thì uh, hiện tại thì tất cả mọi người cũng đã tập trung vào khu đình lệ mật những cái người mà thương cháu đạt những cái người mà đã coi cháu đạt như con và trong thời gian vừa qua rất là thương thì là cũng đã đem những hương hoa đăng trà quả thực đến tại cái đình lệ mật này để uh, thắp hương cũng như là uh, có những cái uh, bức ảnh của cháu đạt thì nói thật với mọi người là mình cũng không biết là uh, công việc cái vụ việc này sẽ tới đâu nhưng những cái điều mà quý vị khán giả những người thương cháu đạt làm những cái điều này cho cháu đạt mình thì cảm thấy thật sự là mọi người rất là tốt bụng cũng như là cái tấm lòng của mọi người rất là cao cả thì mình cũng chỉ mong sao sớm lấy lại được những công bằng sớm để cho cháu đạt có thể là được ra đi thanh thản bởi vì cái câu chuyện của cháu đạt không những ở khu vực mà cả nước người ta biết rất rất nhiều người đang ngóng đợi những cái thông tin này mình cũng chỉ mong sao cháu đạt sẽ được ra đi thanh thản và kẻ gây ra sẽ phải chịu tội trước pháp luật bởi lẽ là một cái vụ việc nó quá xúc động và cái bạn đặng vũ hiệp này bạn ấy chuyên đăng tải những thông tin liên quan tới cái vụ việc của cháu đạt và ngày hôm qua bạn ấy cũng đã tới cái khu vực mà cháu đạt với mẹ cháu đã chọn ở đó cái phòng trọ đó mọi người thì uh, đây là một cái điều mà uh, xem lại cái khung cảnh đó mà chúng ta lại càng càng cảm thấy buồn hơn, càng xúc động hơn. Hiện tại thì mọi người dân vẫn đang tiếp tục xôn xao cũng như là theo dõi cái vụ việc này cho đến cùng để xem những cái người mà gây ra cái vụ việc này cho đạt để xem họ sẽ phải chịu cái trách nhiệm trước pháp luật như thế nào. Chứ còn nếu cứ để tình trạng như này thì người dân người ta sẽ rất là xót xa và người dân sẽ lúc nào cũng cảm thấy là bức bối khi mà vụ việc chưa được sáng tỏ, quý vị, cháu đạt thì đã về nơi yên nghỉ, nhưng còn vụ việc thì sao? Các quý vị chúng ta hãy luôn theo sát, cũng như là ủng hộ để cái công bằng, để một cái công bằng lấy lại cho cháu đạt trong thời gian sắp tới. Bạn Hiệp thì đặng Vũ Hiệp ở trên tiktok lúc nào bạn ấy cũng đăng tải, lúc nào cũng có những thông tin để mà tất cả À, mọi người muốn hướng về cái chuyện của cháu đạt để mà cháu có được những cái à, có được những cái cái à, về cái tâm ấy nếu mà được xử đúng người đúng tội thì cái hương linh của cháu sẽ được à, à, yên tâm mà về nơi yên nghỉ chúng ta là những người ủng hộ chúng ta là những người thương đạt thì mong quý vị chúng ta hãy à, cố gắng niệm phật cho cháu để mà cháu được ra đi thanh thản ngày hôm qua mình xem được những cái video clip của bạn đặng vũ hiệp đăng tải à, thì à, thật sự là chúng ta nhìn thấy cái khung cảnh đó thì chắc chắn quý vị sẽ rơi nước mắt mọi người bởi lẽ là ai cũng thương ai cũng quý đạt và rất nhiều người rất nhiều người đến bây giờ nghe tới tin của đạt vẫn khóc vẫn rất là buồn cho nên quý vị chúng ta hãy cố gắng ủng hộ cho gia đình cháu để mà sớm lấy lại được công bằng còn trong cuộc sống này thì nhân quả nó phải có thì đương nhiên mình nghĩ rằng sẽ phải chịu tội như thầy Thích Minh Tuệ mới đây mới nổi với quý vị thầy cũng có nói rất là nhiều ở những video clip trước đây thầy cũng nói về nhân quả tức là nếu như anh làm một cái gì đó mà bị công an bắt thì đó là nhân quả đó, nó, nó công an bắt thì đương nhiên là chúng ta phải chịu tội thì đó, đó là nhân quả Cho nên ở cuộc sống này không cho nhau được những điều tốt đẹp thì thôi Đừng uh, hại người rồi hại người rồi chúng ta cũng phải chịu tội Chứ không thể thoát được Kể cả sau này như nào đi chăng nữa thì đã gọi là uh, nhẫn tâm Mà đang xuất người ta thì cái lương tâm Cái lương tâm thì cũng cắn rứt Chứ cũng sống nó cũng không thanh thản được quý vị bởi vì đạt là một người uh, cháu cái thứ nhất là cháu còn nhỏ cái thứ hai là chưa đến tuổi lập gia đình thế thì cái vong của cháu nói thật với quý vị rất là linh thiêng mình khẳng định với mọi người là như vậy cho nên ý, cái kẻ mà hại cháu thì sẽ chắc chắn sẽ không được yên không bao giờ được yên đó là một cái điều đương nhiên bởi vì cháu ra đi trong tức tuổi cháu ra đi trong sự căm phẫn khi mà những cái thành phần nó cố gắng uh, nó làm hại đến bản thân của cháu đạt như vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ phải uh, uh, để theo dõi xem câu chuyện nó sẽ về đến đâu còn bạn đặng vũ hiệp thì vẫn tiếp tục uh, theo sát để có những cái thông tin uh, có những cái hình ảnh tại cái khu vực đình lệ mật và tất cả những cái hình ảnh ở đó ngày hôm qua đăng tải lên mạng xã hội thì mình nhìn mình cảm thấy rất là thương cho cháu bởi vì nếu như bình thường như chúng ta ấy, thì bị như vậy bị tại đó thì phải nếu mà đúng ra là phải đi gọi hồn cho cháu về thì không biết là gia đình có làm được những việc này không nhưng mà nếu mà làm được cho cháu thì là rất là tốt bởi vì là cái cái việc khi mà cháu bị ra đi ở chỗ nào thì phải cũng có những cái để mà uh, chuộc hồn cho cháu về mọi người thì mới đây thì cũng có những cái thông tin là như vậy và mình cũng muốn thông báo đến quý vị đó là ngày hôm qua công an cũng đã mời uh, cái người hai cha con cái người mà hại cháu đạt uh, lên phường tức là lên uh, cơ quan điều tra đó mọi người để mà là cũng khai thác những thông tin mình nghe nói bạn bạn đặng vũ hiệp bạn nói là như vậy sau đó thì lại thả hai cha con về thì đây là một cái vụ việc mà 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 chúng ta cảm thấy rất là đau lòng thì mong các quý vị hoàn hỉ chúng ta sẽ niệm phật giúp cho cháu đạt để cháu được siêu thoát cho mọi người để cháu được về cõi lành rồi mọi người hãy ủng hộ cho Vượng Hạnh TV để mình tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi đến quý vị nha hẹn gặp lại mọi người ở trong những cái thông tin những cái clip tiếp theo xin cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều